Hello các bạn nha. Mình xả một số đồ linh tinh nha. Báo các bạn cái clip xả đồ linh tinh. Khá là nhiều đồ ha. Xả một số đồ linh tinh. Đầu tiên mấy cái này các bạn. Bên đây khách nào mua mình tặng thêm cái nha, 5 cái nha. Nhưng mà chỉ trong hôm nay thôi nha các bạn. Thì cắt kim cương nha. À, Diamond Black. 100k 5 cái nha. Cái này y mình bỏ vô người các bạn ơi, lấy ra bình thường nó nằm vậy nè nha, 100k 5 cái để cắt kim cương về các bạn chế cháo nha. Mình không biết cắt cái gì ở đây thì mình thấy được là nó quay 6.000 vòng nha, 6.000 vòng. Hỏi trên kênh thì một số khách nói cắt ống kim loại màu các bạn, hoặc là cắt đá nha, đá quý nè. Cái phần chỗ này lý miệt là 60.000 nha, 60.000 vòng các bạn, lý miệt nha. Đó. Bữa nay thì mình tặng tăng tăng thêm cái là 5 cái bán xả còn chừng hơn 5-60 cái là hết các bạn. Còn ống kính này mình đang xả 100k 10 15 cái nha. Đa chủng loại về cho các bạn nghiên cứu chế cháo nha. Cái này thì mình xả hàng các bạn. Chứ ngày xưa bán Shopee Lazada thì cái này bán hai mấy ngàn cái nha. Bây giờ trên kênh trên Shopee vẫn có bán các bạn. Ống kính tháo máy photocopy á. Nó hai ống kính hai đầu. Hai đầu. Cái len nó hai đầu. Một số khách về cắt ra các bạn. Gắn vào cái tròng kính điện thoại á là macro. À. Để ngày mai mình cắt các bạn ơi, mình có cái máy kìa. Mai cắt ra. Lắp vào thử coi nó cái lens nó làm sao nha. Nghe nói thì chụp macro mấy con ruồi con muỗi rồi á, chụp rất là đẹp luôn á nha. Ok để mai làm thử nha. Xả 100k 15 cái. Bán là bán lộn xộn, có này có kia nha các bạn. Nha, có này có kia nha. Món thứ ba là cái này. À, cái này của Mỹ nha. Cái này của Mỹ. Có một cái motor giảm tốc các bạn. Các bạn đợi mình lấy cái ghế nha. Mỏi chân quá. Đâu hết ta? Đây. Nha, 100k, 100k 10, 100k ở cái này 150k chứ. Nha, 150k. Nó bao gồm hai cái len nè, hai cái len này cái tròng kính nó tương đối sâu nha. Mình không rõ là nó hội tụ được bao nhiêu. Cái này không biết được cái tiêu cự cho các bạn. Bán chế cháo nha. Đây là cái motor giảm tốc nè, giảm tốc DC. Con này thì không thấy thông tin. À đây các bạn, thông tin đây các bạn. Mờ mờ nha, không thấy rõ. Hàng của đó. Nó truyền qua đây. Nó truyền qua đây nha. Cái này bán 150k nha, lúc trước bán 200. 150k là mình thu vốn lại nha, nó một cái cơ cấu các bạn. Khi này xoay đúng không? Thì nó sẽ có thể đá lên di chuyển á. Sao đó nha. Cơ cấu nó xoay thì sao á. Này khớp gì? Ở đây có mấy con gì các bạn? Nha, 150 ở đây đây có các bạn thấy có hai cái rờ le. Đây một cái nè. Khi nó hết hành trình đúng không? Nó đá nó báo nó tín hiệu ra. Nha, có cái này còn cái nha, ngày xưa cũng còn còn mấy cái này bán rồi nè, ngày mai giao anh nha, cái này bán rồi. Cái phun xăng điện tử nha, hiện tại thì mình cũng đang có mấy đơn, mình đang xả là hàng nó như vậy nè các bạn. À, cái này mình cắt ra nha, mình tháo trong bịch ra, hàng nó như vậy nè. Trăm ca hiện tại mình xả là 100k hai cái nha, coi như thu vốn nha. Đó. Ở đây nó có cái lỗ các bạn nhìn thấy, có cái lỗ ở đây thì bên đây là cái phần mà cấp xăng nha, đây là cấp nhiên liệu. À, cấp nhiên liệu nha. Còn bên đây thì hình như là chỉnh áp á ha, chỉnh cái lưu lượng nhiên liệu nó ra vào ít nhiều á, hoặc là các bạn có thể chế lại thành sản phẩm khác nha.
cơ bản là cấp nhiên liệu và đây là chỉnh áp nha. Đó. Cứ cấp vào đây chỉnh áp ha, cho nhiều ứng dụng nha, có thể cắt ngang hay là gì đó nha, taro ren sao sao đó nha. Lấy cụm này ha, 50k một cụm, quá rẻ. Hàng hàng của Mỹ nha, hàng này là hàng máy bay nha các bạn ha, hàng máy bay nha, phụ tùng máy bay. Bữa trước mình bán 100k một cái nha, giờ còn mấy cái mình xả luôn nha, còn 4 5 cái. Mình còn cặp ống á, bữa nay khách nào lấy thì bán 150 nha, 2 cái. Bữa nay mình rã một số cái động cơ, xả động cơ bán cái này thì cho tới bữa nay thì mình không bán động cơ này 100k nữa nha các bạn, mình sẽ bán combo nha, bán combo cho các bạn nha, combo động cơ cốt 8 ly hàng mới 100%. Con này rã trong cái ti nâng hạ nha. Còn trục này thì vẫn là 100k 4 cái các bạn ha, 100k 4 cái nha. Đó. Trục này nha. Đó, có một cái bạc đạn trục nâng hạ. Con này tải 100 kg nha, tải 100 kg. Hành trình là 48 mm. Đó. Các bạn xài thì ngửa lên vậy nè, nó chỉ đi được một chiều lên thôi. Tức là nó chỉ đẩy lên nha, còn thu về thì tự do. Nó gọi là một chiều put các bạn. Các bạn mua để ý là put và pull nha, nó có 2 chiều. Con này thì đi với một combo là bao gồm một cái để báo các bạn luôn nha. Định mai mai giới thiệu mà thôi. Thôi chắc mai các bạn, mai mình giới thiệu nha. Bao gồm một cái khớp. Một khớp nối nha. Để có cái mẫu hay sao? Nói chung cái này thì mai giới thiệu. Một combo thì giá là 160k. Mình giảm tối đa và ngày mai mình cũng làm một cái mẫu quạt chạy 12V, siêu khỏe luôn, rất là êm. Con này chổi than nha các bạn, nhưng mà cơ bản con này hàng mới 100%, hàng xịn nha. Thì con này thì chạy rất là êm luôn, nó không có oe vo ve nha. 160k bao gồm một động cơ, một cái khớp nối 88, một đoạn cốt đầu cốt quạt, một cái bát là xong, một cái bát nhựa đó là xong, 160k. Mua 2 combo thì bao ship nha, một combo không bao ship. Cái này thì mai mình ráp một cái đầu quạt nha, một đầu quạt. Còn cái này 100k 4 cái nha, khách nào mua thì ủng hộ chế cháo. Ha, tiếp tục chương trình động cơ. Cái này bên bãi cũng lâu lâu cũng về nhiều các bạn, khách nào lấy số lượng thì liên hệ mình nha, chứ bán hết cái này thì mình không lấy nữa nha, cái này lấy bán không được các bạn, bán không có ra hàng, bán không được. Ok, các bạn đợi mình chống lại cái mình test một số cái motor cho các bạn nha. Test một số cái motor. Đó. Test một số motor DC phổ biến nha. Motor DC phổ thông. Đây bơm các bạn. Bơm. Bơm nếu các bạn nào mà lấy trọn bộ dây nha. Lấy trọn bộ dây. Dây cộng với hai dây cộng với hai trái.
dây các bạn. Nếu chúng ta lấy như vậy thì là 140k bao ship nha. Còn lấy cái motor không thì là 100. Cái cụm bơm khí là 100. Cấp 12 là xài nha. Chán ghê.